là một người chiến thắng, người ta biết rằng người ta phải xin thêm áp lực. Thậm chí có người đi gần cách mục tiêu còn có 50 mét rồi còn bỏ cuộc trong cuộc thi dài 20 km. Bởi cho nên là người ta phải biết mục tiêu của mình là đến giai đoạn nào. Hành động mà thôi. Một mục tiêu lớn lao, đặt những thứ tiêu chuẩn của ta cao hơn để làm gì ạ? Giúp chúng ta phải lao lên phía trước, chạy với bay với tốc độ rất mạnh, rất cao thì chúng ta mới có thể đạt được. Được trước rằng bước chân vào nghiệp kinh doanh, đi trên con đường này để tạo ra đột phá, để bay được là mồ hôi công sức và rất là cam go và quyết tâm không thể bỏ cuộc. Hai buổi học ngày hôm nay đúng là giá trị nhận được là rất nhiều. Nhiều đến mức độ mà mình cũng không thể tin được là lại có những cái thứ mà nó đến với mình nhiều, nó nhanh mà nó mạnh như thế. Cảm xúc thì khó nói lắm. Nhưng mà mục tiêu thì rất là rõ ràng rồi. Này, cảm ơn thầy là thầy đã tạo điều kiện cho anh chị em có một cái hấp thu năng lượng, một cách học rất khác. Có thể nói là dị biệt, khác biệt. Của các anh có một sự thay đổi, mong muốn sự thay đổi và sẽ thay đổi một cách rất